Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với công viên khủng long ha, Jurassic World. Rồi, ở tập trước thì mình đã cho bạn coi mình lên cấp 17 ha và mình mở được cái khu vực bên đây nè, cái chuồng bên đây nè. Đó, nó sẽ có những cái cục gì đó để chúng ta có một cái chế độ thi đấu mới nha. Ban đầu mình tưởng á là nó sẽ gộp chung với những cái chế độ thi đấu là Battle này luôn, Battle Stage nè. Thì ra không phải các bạn ha, nó cũng khác đây nè, nó là cái gọi là Boosted ha. Đó, thì ở trong cái chế độ boosted này chúng ta sẽ có một cái nút boosted ở đây và chúng ta sẽ bấm những cái cục này vô ha, chọn những cái cục này để chúng ta thi đấu với những cái đối thủ khác. Nó là trong chế độ PvP, đúng rồi, PvP luôn, chúng ta thi đấu với những người chơi khác ha. Rồi, trước khi đó thì chúng ta hãy coi coi là cái công viên mình nó có cái gì mới không ta, mình có thể mở rộng tiếp được không nhỉ. Khoan đi coi coi, $200 chưa được các bạn ơi, chắc là lên cấp 18 mình sẽ mở được cái khu vực tiếp theo ha. Bên đây thì chỉ mới có hai con thôi, hai con này là một cái trận thi đấu mới nè. Mình sẽ collect một cái gói quà miễn phí hàng ngày ha. Top to open Gen. Oh, một con rare các bạn ơi, Monolosaurus. Ok, mấy con rare này thường thường cái thời gian ấp trứng của nó là khoảng 3 tiếng. Không biết con này nó có hơn hay không ha. Rồi, sẵn tiện thì cái chuồng của mình chưa có ấp con nào hết, mình sẽ cho con mới vào nhé. Con này là con rare đúng không? Đấy, khoảng 3-4 tiếng như mình nói ha. Còn những con super rare thì nó khoảng 9 tiếng, 10 tiếng các bạn. Thu tiền thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào coi chế độ event hôm nay nó sẽ có cái gì ha. Event hiện tại á thì nó sẽ có một cái là claim your territory. Thì chúng ta sẽ chiến đấu 2 trận ha, 2 ô đen là 2 trận. Nó sẽ cho chúng ta một cái gói này. Wow. Những cái con này là thủy quái các bạn, chúng ta có cá mập nè, Megalodon ha, cá mập thời tiền sử các bạn ơi. Nói chung là những cái con mà chúng ta nhận được trong cái sự kiện này á đều là những con hệ biển hết. Một chế độ đánh riêng ha, ở biển các bạn. Cũng như các bạn thấy là bên kia có một chế độ đánh riêng là dành cho những cái con thú thời tiền sử ha. Rồi khủng long, tức là hình như chúng ta có 3 chế độ đánh thì phải. Chúng ta nhận được từ Super Rare trở lên thôi. Wow, cái gói này hợp lý ha. Cái gói này nè. Rồi cái này là Rarity Rumble. Nó cho chúng ta là một cái gói gì đây? Common nè. Wow. Common mà sao xịn vậy? Sao màu tím tím vậy? Mấy con này giống như đột biến gen vậy các bạn ơi. Có thể chúng ta nhận những con này chúng ta không cần phải kiểu như là lai giống kết hợp với hai con khác nhau ha. Mà tỷ lệ nó khá là hiếm. Thì chiến đấu 3 trận ha. Còn cái này là gì đây? Wildlife Peanut. Để coi, phần thưởng nó cho chúng ta là một cái con này super rare hoặc là những cái giải thưởng này ha. Cái con này là con giải thưởng cuối nè các bạn, xịn đấy. Để coi, cái này cũng mấy con này nó không mạnh lắm nhưng mà máu nó hơi trâu các bạn, cấp 5, cấp 6 gì thôi. Cái con màu bạc bạc là super rare nè, con này là rare nè, màu đỏ là rare ha. Rồi, ok, khá là nhiều đây. Bây giờ mình sẽ coi cái nhiệm vụ hàng ngày đó, làm luôn. Thì cái nhiệm vụ hàng ngày này chúng ta làm vẫn được các bạn. Pet Creator là chúng ta sẽ bấm vào một cái chuồng như thế này và lít vào con khủng long ha. Cái con này như con bò vậy các bạn. Con này giống con bò ha. Vậy có tên là Naturtore Startup. Đọc tiếng Anh như gió, tiếng có, tiếng không ha. Rồi, chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Và chiến đấu với độ PvP thì lát mình sẽ chiến đấu thử cho các bạn coi ha. Up 2 con khủng long, cho 2 con khủng long ăn. Thì nói chung những nhiệm vụ này thì ai cũng biết làm hết rồi, cho nên mình sẽ bỏ qua ha. Bây giờ mình sẽ đi vô chiến đấu luôn. Cuộc sống và chiến đấu các bạn ơi, muốn sinh tồn trong cái thế giới tiền sử này chúng ta phải chiến đấu. Đầu tiên mình sẽ chiến đấu chế độ PvP đi. Rồi đây, đánh thử chế độ booster nha, thật sự mình chưa đánh thử chế độ này lần nào luôn á. Rồi chúng ta chắc là chỉ cho 3 con mạnh nhất thôi, một con cây các bạn thấy không, đúng trâu luôn, 455 máu, 116 sức tấn công. Con này cấp 30 ha, con này là 75, cấp 10 thôi. Boosted, chúng ta có boosted là những cái mà chúng ta nhận được ở trong cái chuồng bên kia ha. Mình sẽ coi, ở đây mình sẽ có trừ 2 điểm phòng thủ nè, hợp lý không ta, hợp lý ha. Sử dụng một cái eco nè, mình sẽ cho trừ 1 điểm battle point thôi, tại mình nghĩ là khi mà sử dụng cái này thì nó sẽ mất nha. Cộng 1 điểm, cộng 2 điểm, confirm. Rồi bắt đầu thì chúng ta phải tốn $5 các bạn ơi, bắt đầu nào. Nó sẽ pick up một đối thủ ngẫu nhiên nha, bởi vì đây là chế độ PvP và chế độ đánh với máy. Đây là đánh với người chơi khác các bạn. Để xem. Mạnh không, thanh niên. Nó có Legendary luôn. Rồi tiêu tôi rồi. Wow. Nó mới cấp 5 thôi mà máu nó 560 máu các bạn. Cái gì giả man vậy man? Đây nè, con gì vậy? Con này con gì ấy? No. Ok. Đầu tiên đó thì nó là hệ cỏ đúng không? Mình sẽ đổi con này ra. Khủng long của mình. Rồi hết điểm luôn. Mình đổi mình hết một lượt rồi các bạn ơi. Nghi lắm nha. Ok, mình sẽ sử dụng cái này ha, để mình bước một điểm của mình lên. Một điểm battle ball khá là quan trọng. Nó bất cái gì vậy?
Survival of Conan cộng 2. À kiểu như cộng 2 điểm vô à. Trời tiêu tôi. Tèo luôn. Cái gì buồn vậy man. Mới vô chết ngắt rồi. Mình được cộng 1 điểm nè. Đó. Ghê ha, hiệu ứng khá là đẹp ha. Ok, mình có 3 điểm. 3 điểm thì mình sẽ đổi con này ra. Ý khoan, nó hệ nước à? Really? Nó hệ nước các bạn ơi. Hệ nước thì mình sẽ tấn công 3 điểm đi. Cho nó chết chứ đã. Hy sinh đi men. Ok. Hệ nước mình không có một con kỵ nó, mình phải có một con hệ bay các bạn ơi. Con này đúng bự luôn á, con gì á. No. Nguy hiểm. Bây giờ làm gì ta? À. Rồi tiêu rồi. Cộng 2 tấn công luôn, mặc định sẽ tấn công mình 2 điểm. 4 điểm, rồi tiêu. Đúng là cái chiến trường này một cái chiến trường hoàn toàn mới các bạn. Cái con Cola sao chết của mình chính ngắt rồi. Really? Làm gì đây? Nó 560 luôn. Buồn vậy. À, ok, thôi tấn công đi. Vì dù gì mình cũng thua rồi bạn ơi, chắc chắn mình cũng thua rồi. Thứ nhất là máu nó khá là trâu ha. Đó, quýnh như vậy nó vẫn còn máu nè. Và thứ hai nó còn một cái con khủng long ăn thịt nữa. Thì con khủng long ăn thịt cuối cùng của nó là nó kỵ hệ với mình. Tức là nó sẽ đánh mình khá là thấm đam ha. Đó bạn thấy không? Góc phải trên nè, nó 125 điểm nó được búp lên số tấn công của nó ha. Ok. Và những cái hiệu ứng của cái đối phương này á, nó kiểu như nó có là có cái gì ta. À, mình sẽ búp 2 điểm phòng thủ lên. Còn một con thì tấn công thôi chứ sao giờ. Ok. Hiệu ứng của cái điểm bên kia nó cầu vòng các bạn. Khá là xịn, hồi chết ngắt luôn. Wow. Có khả năng mình sẽ chiến thắng. Để mình coi. Ghê vậy. Mình có 2 điểm ở đây rồi nè. Đó. Nó tấn công mình 4 điểm. Rồi mình chết rồi. Mình chết rồi các bạn ơi. Khoan. 1 2 3 búp 1 điểm lên. Ôi nó cộng 6 điểm luôn. Ok. 8 điểm luôn. Ghê vậy. 8 điểm phòng thủ. Từ từ nha. Đang rung các bạn ơi. Gì đây? 3 điểm phòng thủ. Ok. Còn 1 điểm lên cho mình. Mình có thắng hay không? Ok, win rồi. Oh. Wow, lật ngược thế cờ các bạn ơi. Giỏi lắm em trai, good game. Wow, mình tưởng mình thua các bạn. Có lẽ do là cái con này của mình nó kiểu như là nó khá là trâu á. Mình đánh bừa luôn, hồi nãy mình đánh bừa luôn á, mình không biết gì luôn. Và vẫn thắng các bạn ơi. Một kỳ tích đã xuất hiện. Yay, mình có 100 gen nè. Ok, à thì cái chế độ PvP này á, là nó cho chúng ta một phần thưởng ngẫu nhiên ha. Đó, khi bạn thấy hồi nãy mình có một cái vòng quay, là nếu mình chiến thắng thì nó sẽ quay ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu với lại chế độ Claim Your Territory ha. Đó, để chúng ta nhận được những cái con vật dưới nước các bạn. Có khả năng nhận được con Legendary ha. À, con này hệ bay đúng không? Hệ bay mình sẽ cho con hệ cỏ ra. Để coi có con nào. Ồ, mình được 3 con rồi các bạn ơi. Đây. Cho 2 con hệ cỏ. Một con hệ thịt đi. Ôi con này mới có 39 điểm tấn công à. Không sao. Chúng ta chỉ cần chiến đấu 2 trận thôi. Thắng 2 trận là mình được cái gói quà của sự kiện này rồi. Ok, bớt 1 điểm lên. Thì nói chung mình cho 2 con cũng được. Nhưng mà cho 3 con cho nó hầm hố thôi các bạn. Đấy. Ok. Chết chưa? Chết chắc, sao không chết được. Thật ra thì cái event nó sẽ có một cái nào đó nó dễ, một số cái nó khó ha. Thì như cái này là một số cái khá là dễ để cho chúng ta nhận được những cái con pet, những cái con khủng long ha. Đây, trận cuối cùng chúng ta chiến đấu với 2 con nước. Thì chúng ta sẽ cho 2 con hệ bay ra. 2 con hệ bay mình có con này ha. Với con này ha. Với lại cho một con hệ gì đây? Hệ thịt à. Không phải thịt bị yếu các bạn ơi. Cho hệ bay luôn. Rồi, mặc dù nó không mạnh lắm, có con chỉ mới cấp 1 thôi nhưng mà cũng được các bạn. Đó, tấn công nó bị giảm xuống do kỵ hệ ha, chỉ còn được 22 điểm thôi. Bóp 1 điểm lên. Thì tụi nó đâu có dám làm gì mình đâu. Biết ngay mà. 3 điểm. Yay. Ô, 2 điểm luôn block. Ok, không sao. Không sao, một số sai sót thôi các bạn. Như vậy là nó còn 2 điểm. Tấn công mình 1 điểm. Là nó còn 1 điểm đúng không? Chú chỉ còn 1 điểm thì mình sẽ tấn công 2 điểm nó chết không? Chắc là chết ha. Còn 3 điểm đi. Chết chắc. Tuổi gì.
Đây là một con cá sấu thời tiền sử các bạn. Con này là tương lai nó tiến hóa thành cá sấu rồi ha. Thì những cái chân của con cá sấu hiện tại nó sẽ tiêu giảm từ cái con này. Theo mình nghĩ là vậy. Không biết đúng hay không. Ok. Chưa chết à? Không sao, không sao. Ăn một con thôi. Tepezara sẽ cân hết tim. 4 điểm luôn. Rồi chết ngắt luôn. Mình xin rút lại cái lời mình vừa nói. Bỗng rồi. Chết. Ok. Yay, và chúng ta nhận được một cái gói quà các bạn ơi. Oh wow wow wow. Và hy vọng chúng ta sẽ nhận được một cái con thủy quái huyền thoại nha. Quay nào. Hoặc là super rare cũng được. Con gì đây? Dancendary. No. Chỉ là super rare thôi. Cái con này như mình có rồi các bạn. Gelsaurus nè. Sự kiện ngàn năm có một. Lâu lâu mới có một lần thôi. Thôi, mình sẽ up cái con này nha. Con này là Gelsaurus đúng không? Không biết là mình có trong đây chưa nữa. Để coi coi. Dacosaurus. Ồ, hình như đó là một cái con mới các bạn. Một cái con mới mình chưa có. Cũng được không sao. Super Ray cũng là khá là mạnh rồi. Event. Để coi. Cái này dễ không ta? Only Common. Đâu? Wow. Nó chỉ cho mình sử dụng những con common thôi. Đây. Cái này khá là khó đây. Mặc dù mình kỳ hệ nhưng mà cái máu mình khá là thấp. Các bạn không? Thấy máu của những cái đối phương không? Mặc dù là máy nha, nhưng mà nó tới 200 máu, 300 máu. Sơn ngon 7-80. Cái trình mình chưa có tới rồi. Có lẽ bây giờ mình sẽ chiến đấu với lại cái Battle State 16 và sẽ kết thúc video nha. Wow. Gì mạnh vậy man? 400 máu luôn. Hệ bay à. Hệ bay thì mình sẽ tốn 25 cái đô la này. Đưa con này ra ha. Hệ nước. Hệ nước mình có một con hệ bay không? Con nào xịn xịn không? Con này đúng không? Cấp 20. Tapezara. Hệ thịt á thì mình cần một con hệ nước ha. Cola sao chết. Đó bạn thấy không? Sắp xếp từng cái theo cái mức kỳ hệ luôn. Màu bạc là super rare. Hai con này là rare nha. Bắt đầu. Game này cũng là một game trí tuệ ha. Chúng ta phải có một cái mắt để chúng ta quan sát. Đây. Nó không có điểm. Búp lên một điểm nè. Nó có một điểm đúng không? Nó sẽ búp lên hai điểm. Và nó đổi cũng đông là hết một điểm. Ok. Thì một điểm sẽ cộng cho con kia. Bây giờ nó kỳ hệ với mình đúng không? Mình sẽ đổi con này. Là mình mất một điểm nè. Ha. Mất một điểm và búp hai điểm lên. Ok, chú sẽ làm gì anh? Búp ba điểm lên. Đổi khủng long là mất một điểm rồi. Logic, logic. Ok. Chúng ta sẽ đổi ra. 400 điểm luôn, 400 máu luôn. Các bạn nghĩ mình có nên đánh hay không? Hy sinh ha, búp hai điểm luôn, 4 điểm. Yay, chết. Nhiều khi, oh wow, 1000 máu luôn. Nhiều khi một số cái quyết định của mình phải đưa ra thiệt là chính xác các bạn ơi. Con cá của nó 5 điểm. Quất 5 điểm luôn à. Biết ngay mà. Chết tôi. Ê. Oh wow. Chết luôn. Rồi. Tuổi. Nó không còn điểm nữa rồi. 1. Các bạn thấy không? Cái điểm tấn công mình như này nó tăng lên nè. 2 điểm là 223 đúng không? 3 điểm là ok nè. Đủ chết rồi. Bởi vì nó không còn điểm phòng thủ nha các bạn. Tăng 1 điểm thì vô. Đó. Như vậy là chết rồi. Mình sẽ tiết kiệm một cái điểm tấn công Battle Point để cho cái con tiếp theo của mình. À, chú làm gì anh? 4 điểm của chú. Nè bên đây nè, 4 điểm nè. Ồ, đánh mình chết luôn. Không sao, không sao. Kiểu như nó biết nó thua các bạn. Nó gỡ được bàn nào nó gỡ thôi. Nó 5 điểm. 1, 2, 3, 4, 5. Hãy về với dĩ vãn đi. Cạp cạp cạp. Hực, 1.300 luôn. Wow. Châu ha, châu ha. Đó thì nếu các bạn mà có một cái chiến lược cụ thể, chiến lược chính xác thì cái việc chiến thắng khá là dễ ha. Cũng phụ thuộc vào may mắn nữa các bạn. Nhất là khi chế độ chiến đấu PvP ha. Mình được một con Super Rare nè. Well Chao Colet. Yay, như vậy là mình có hai con luôn. Super Rare luôn. Ngon đấy. Như vậy mình đã có hai con khủng long mới, một con khủng long hệ bay ha các bạn ha. Để tăng cường cho cái đội hình của mình. Ok thì đó là nội dung video này ha. Hy vọng mọi người sẽ thích video này. Đừng quên để lại một like. Cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và mình sẽ gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.